Hồng quế, bạn nào dặn mình hồng quế thì chọn giống này nhá, không cần phải chăm gì kể cả mùa hè luôn, cực kỳ khỏe luôn. Mình sẽ lên danh sách các giống để tối nay các bạn lựa chọn. Thì hiện tại thì mình đã cắt đến bây giờ là đã hơn 5.000 cành rồi, và vẫn sẽ tiếp tục cắt đến chiều tối nay thì sẽ có thêm các giống hồng cổ như cổ Huế và Bạch Xếp, thì tất cả các bạn có thể sưu tầm vào buổi tối ngày hôm nay thêm một số giống hồng cổ nữa nhá. Hiện tại ở đây là đã là 5.800 rồi, tức là hồng cổ về nữa thì sẽ khoảng rơi vào khoảng gần 7.000 các bạn nhé. Giá ngày hôm nay thì rất là ưu đãi, một combo bây giờ chỉ có giá là 180.000, 10 cành 10 loại khác nhau, và có một cái combo khác nếu như các bạn muốn lựa chọn xem sở thích ấy, thì các bạn có thể nhắn tin qua tin nhắn trực tiếp cho mình nhé. Các bạn có thể nhắn tin qua fanpage Chuẩn Rose Garden hoặc là nhắn tin qua số Zalo 0383 658 289, hoặc là có thể nhắn tin qua gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 03588 58289. Bây giờ mình sẽ lên tất cả những cái danh sách ở phía đằng sau mình đây, có khoảng bao nhiêu giống mình sẽ lên, và buổi tối thì mình sẽ cập nhật ảnh để cho tất cả các bạn có thể nhìn ảnh từng giống, từng cành cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ lên tất cả các cái giống ngày hôm nay nhá. Đầu tiên ở đây là có bó hoa hồng cổ Sapa. Bó cổ Sapa các bạn nhé, hoa hồng cổ Sapa. Đây là bó đào cổ các bạn nhé, hồng đào cổ, giống này cực kỳ dễ chăm. Tiếp tục đào cổ này, hôm nay giống hồng cổ khá là nhiều, có rất nhiều giống hồng cổ khác nhau. Đào cổ này hoa rất là đẹp luôn này. Đây là hồng nhung nhá, hồng nhung cổ cực kỳ dễ chăm, hoa thơm. Hồng quế son, cổ quế son này, đấy, rất là thơm. Đào cổ này vẫn còn đào cổ rất là nhiều, hôm nay cắt rất là nhiều đào cổ, có cổ Huế cũng rất là nhiều. Đây là một bó hồng ngoại mình chưa lọc ra nhé, đào cổ này đó rất là nhiều, số lượng cành rất là nhiều. Đào cổ này rất là nhiều giống, thì các bạn chỉ cần lựa chọn đúng một lần thôi là các bạn có rất nhiều giống luôn. Đây là vẫn là lẫn này, mình chưa lọc ra, đào cổ với Sapa, đào cổ với Sapa. Quế này, hồng quế, bạn nào dặn mình hồng quế thì chọn giống này nhá, không cần phải chăm gì kể cả mùa hè luôn, cực kỳ khỏe luôn. Lady Candle, hoa hồng sọc này, Lady Candle. Tiếp tục bê bên này đi, bê bên này cho gần đi. Đây là hồng leo tường vi, các bạn thấy không, cành nó dài hơn 1 mét cơ. Hồng leo tường vi thì cành nó rất là dài, mình sẽ phải cắt đến đây này. Đấy, hồng leo tường vi. Đây là vàng sơn la này, leo vàng sơn la hôm nay cắt được rất là nhiều nhá, gần 100 cành này. Đó, leo vàng sơn la. Đây là Juliet các bạn nhá, Juliet hôm nay cắt được 500 cành các bạn nhá, rất là nhiều. Đây là mới chỉ một bó thôi, còn một bó nữa cơ. Đây là la sốt, la rốt là hồng cánh sen, nó thuộc dòng là leo, không không hẳn là leo, các bạn để chơi bụi cũng được nhưng nó lên khá là cao. Đây là Masora này, Masora thì cắt có một ít thôi. Đây là Masora màu cam này, Kealoc, hoa hồng Kealoc màu đỏ, bông siêu to. Juliet này, vẫn còn Juliet khá là nhiều các bạn nhá, Juliet khá là nhiều. Cappuccino, hoa hồng kiểu kiểu cà phê đấy, kiểu cà phê các bạn nhá. Unchilo hồng sọc này, hồng sọc Unchilo mọi người nhá. Hồng hai da, cánh rất là dài luôn, giống hai da này rất là khỏe, dễ chăm cực kỳ luôn. Hai da. Đây là Monica này, Monica. Đây là William Shakespeare, William Shakespeare chỉ được có 3 cánh thôi, rất là ít, giống này nó không có nhiều nên là các bạn muốn sưu tầm phải chờ. Đây là Colosseum, bó này là hoa lúc nãy mình nhờ quay video này. Đấy, cành chiết hoa rất là nhiều luôn. Colosseum này, The Port Wine, hoa hồng màu vàng. The Port Wine, các bạn có thể kết nối qua trang fanpage hoặc là nhắn tin qua số Zalo 0383658289. Đây là Yvette Maiden này, hoa hồng giống thơm nhất những giống mà mình đã trồng qua, hoa hồng màu tím EBB. Đây là hoa hồng Miranda, có rất là nhiều cành dài, các bạn có thể là sưu tầm cành chi nhá, thì cuối ngày mình sẽ lên danh sách. Đây là cành Miranda này. Đây là hồng nhung cổ nhá, vẫn có rất là nhiều hồng nhung cổ dễ chăm dễ trồng. Sulager, hoa hồng màu trắng. Sulager hồng màu trắng các bạn nhá, hôm nay có rất là nhiều giống, các bạn chỉ cần sưu tầm một lần thôi. Đây là Iori hồng của Nhật này, Iori hoa hồng của Nhật nhá, mình có gắn thẻ một số loại là chưa có tên thì mình sẽ gắn sau. The Duck Lady, hoa hồng màu đỏ tím, bông to, màu màu đậm, mùi rất thơm. Autumn Royal,
Autumn này, cành rất là dài. Autumn thôi. Red apple, táo đỏ. Táo đỏ mọi người nhá. Hoa hồng táo đỏ, hồng bụi. Đây là vẫn là hồng nhung này. Hồng nhung rất là nhiều. Vẫn rất là nhiều hồng nhung, hồng cổ dễ chăm cho nên là mình cắt rất là nhiều. Cờ lau monet hoa hồng sọc này. Cờ lau monet hồng sọc mọi người nhá. Cờ remie đen. Mình có like cho mọi người xem rồi đấy. Đây là cờ remie đen. Hoa hồng màu xanh kem. Đây là pát này, cành rất là dài. Như cành này mình để làm chi luôn cũng được mọi người nhá. Cành cực kỳ dài luôn. Hot chocolate màu kiểu sô-cô-la mọi người nhá. Sô-cô-la, hot chocolate này. Yellow, hoa hồng leo màu vàng. Cành rất là dài luôn. Mình sẽ cắt ngắn đi nhá. Lady heirloom. Heirloom này, bông rất là đẹp. Utsu semi, hoa hồng màu cà phê. Utsu semi cũng cắt được một ít thôi. Xeo vàng này, bạn nào muốn đặt xeo vàng thì có, hôm nay có xeo vàng luôn nhá. Leo Achilles, leo hồng Achilles, cành cực kỳ dài luôn, cành dài hơn mét cơ, rất là dài. Còn rất là nhiều nhá, mình tổng hợp thì ngày hôm nay khá là nhiều giống và cái số lượng thì sẽ lên đến khoảng hơn 6.000 cho đến 7.000 gì đó. Đây là Tropica, hoa hồng sọc này, còn đỏ ớt mình cắt được có mấy cành thôi. Hoa hồng đỏ ớt. Đấy, được có mấy cành thôi. Đây là kem dâu này. Giống cắt cành mọi người nhá, kem dâu. Đây là ca dây này, cành dài hơn 1 mét, mình sẽ lọc ra khá là nhiều cành chi, cành dài một thân để cho tất cả các bạn về trồng tạo một thân nhá. Đó. Đây. Cành chi rất là dài luôn. Tiếp tục là ca dây này. Ca dây cũng cành rất là đẹp, to đẹp, cành dài luôn. Đây là Cremie đen. Vẫn còn. À xin lỗi, đây là Pink the Ram. Pink the Ram mọi người nha, vàng đồng. Purple màu tím này. Hoa hồng bụi. Purple màu tím. Đây vẫn là kem dâu này. Giống cắt cành cũng rất là nhiều các bạn trồng nên là mình cắt rất là nhiều. Kem dâu này, kem dâu. Rất là đẹp. Đặc biệt có một giống nữa là Yvette London. Đây là Yvette London, mình quay cho tất cả các bạn xem rồi đấy. Nó là màu cam, form nó đẹp như kiểu là Juliet ấy. Giống này cũng rất là ít luôn, hiếm đấy. La Fon này. Úi ủi. La Fon. Cắt cành mọi người nhá. Thơm nhất là chỉ có La Fon nhưng mà chưa phải thơm nhất. Mình vẫn thích nó nhưng mà không phải thơm nhất. Thôi mấy cái lẻ này thì bỏ ra đi. Ai mà thích sưu tầm những cái giống lẻ này thì nhắn tin riêng cho mình nhá. Combo 10 cành 10 loại, giá ngày hôm nay chỉ có 180k thôi. Còn bạn nào mà muốn sưu tầm thêm các cái giống đặc biệt ấy thì inbox nhắn tin riêng cho mình nhá. Summer Firework này. Summer Firework là giống kiểu là bụi cao, hoa màu cam, rất là giống Flamingo. Đây là Aoi hồng của Nhật này. Đó, Aoi hồng của Nhật. Giống này là hồng của Nhật nhá. Các bạn trồng kiểu gì thì giống này kiểu gì nó cũng phát triển rất là tốt. Đây là Lafon. Lafon ngày hôm nay cắt hơn 500 cành cơ, rất là nhiều, số lượng rất là nhiều luôn. Đó, tiếp tục phía bên này đi. Đây là Flamingo. Hoa hồng màu cam, hồng bụi, Flamingo. Winseller, hoa hồng màu đỏ. Đây cũng là Win, hai bó Win mọi người nhá. Giống Win này màu đỏ này, hoa chùm, bông to và cây rất khỏe, dễ chăm. Đấy, Winseller cành nó rất là dài như thế này nhá. Đây là hoa hồng Guardian, hoa hồng leo Guardian. Đây, Yvette London vẫn còn đây này. Đấy. Pat này. Hoa hồng Pat này. Và những cái cành mà nó dài thì mình sẽ lọc ra để cho tất cả các bạn sưu tầm nhá. Mình sẽ bán những cành dài làm chi, giá chỉ từ 30 cho đến 35 gì đó thôi. Pompadour, hoa hồng leo Pompadour này. Heritage hoa hồng leo này, Pompadour cũng hồng leo này. For the Home cũng kiểu bán leo này. Tết đỏ, hoa hồng tết đỏ, bụi cao, hoa hồng tết đỏ dễ chăm, dễ trồng. Sai hoa, hoa chùm. Đấy. Tết đỏ này, mọi người nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhá. The Bot White, hoa hồng màu vàng này, cũng có những cành khá là dài nhá. Bicobabi Romantica này, giống này rất sai hoa, hoa chùm. Và giống này dễ chăm luôn mọi người nhá. Bicobabi, thì các bạn nhắn tin qua phần tin nhắn của mình để đặt hàng, để lại số điện thoại và địa chỉ giúp mình nhá. For Your Home này, hoa hồng bán leo, phải gọi là bán leo. Kealock, hoa hồng màu đỏ. Kealock này mọi người nhá. Kealock bông rất là to và dễ chăm.
Ở Việt Nam thì quay trở lại đây khoảng 3 năm thì giống Kelloggs và La Phon là nhiều người trồng và nhiều người chăm nhất. Và bông to, mùi thơm thì những cái giống này là mình cũng bán với số lượng rất là nhiều. Khoảng 3 năm nay thì mình bán rất là nhiều. Phía đằng sau hôm kia thì còn một số giống khá là phổ biến thì mình xin phép là không không quay lên cho mọi người nữa nhá. Bây giờ mình sẽ quay phía đằng sau này để cho mọi người. Cajay này, dài mét chưa? Kellogg này, Yves London này, The Port Wine này, Clos Monet này, Dico Baby, tiếp tục Kellogg này, Phát Đỏ này, Kem Dâu này, toàn cành chi đẹp thôi. Và đây là một bó Juliet này, các giống thập cẩm đều làm chi. Ngày hôm nay mình có cắt được khoảng 300 cành chi có thể tạo thành những cây hoa hồng thân gỗ như thế này. Với những cành thân chi như thế này, tuy là hiếm và có giá trị nhưng mà nó tương đối là khó trồng.